Chào mừng các em đến kênh Hệ Liêm cho bài giảng hôm nay. Hãy xin giảng các em môn tình học sao bài số 8 sức kết nối chi hữu cuộc sống nhé. Trong lúc xem bài giảng của Hệ Liêm thì các em phát quảng cáo, các em xem phát quảng cáo giúp Hệ Liêm để Hệ có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài số 8 khối điện tử nhé. Giờ sau bài này em sẽ biết khối điện tử là gì, biết ưu điểm nhược điểm cơ bản của dịch vụ khối điện tử so với phương thức liên lệ khác, biết tài khoản khối điện tử, hợp điện tử, thành phần của địa chỉ khối điện tử, với cách đăng ký tài khoản khối điện tử và thực hiện được công việc đăng nhập, soạn, gỡ, đăng xuất hợp khối điện tử nhé. Giờ tiếp theo là mình sẽ có câu hỏi ba hình ảnh sao cho em biết điều gì. Giờ như là hình này là mình thấy là ngày xa xưa thì người ta sẽ gỡ khơi bằng chim bồ câu, đúng không? Người ta sẽ viết khơi xong đó người ta sẽ cuộn tròn và người ta sẽ cột vào chân chim bồ câu và cho nó bay đi đến nơi cần gỡ khơi, đúng không? Tiếp theo là sau này có máy bay thì người ta bắt đầu gỡ khơi giấy, đúng không? Thì mình sẽ viết khơi vào một cái bao khơi và mình sẽ dán con tem và gỡ địa chỉ người người gỡ người nhận, giờ bỏ vào hộp khơi tại bưu điện và bưu tá sẽ nhận khư và gỡ đi. Còn hiện nay thì mình sẽ sử dụng khư điện tử, mình sẽ đăng ký một tài khoản trên cái trang web của cái khư điện tử và mình sẽ gỡ khư một cách nhanh chóng dễ dàng vào lúc mình nơi, đúng không? Giờ như là số 1 mình sẽ học khư điện tử, tài khoản khư điện tử nha. Giờ như vậy là mình câu hỏi số 1, để soạn và gỡ một khư điện tử qua đường bưu điện đến tay người nhận thì em cần những gì và thực hiện như thế nào? Như vậy là để soạn và gỡ một bức khư qua đường bưu điện thì ta cần chuẩn bị là bút, mực, giấy, phong bì, tem khư. Bên ngoài phong khư sẽ có dán tem khư, viết tên và địa chỉ người nhận. Phương thức gỡ mà sẽ mang khư đã dán tem và ghi địa chỉ người nhận đến bưu điện. Hệ thống trong bưu điện sẽ đóng gói, gỡ đến địa chỉ người nhận. Mỗi công đoạn đều do con người trực tiếp xử lý. Còn câu hỏi số 2 là người ta hỏi là em biết gì về khư điện tử và tài khoản khư điện tử. Như vậy khư điện tử là khư được gỡ và nhận qua máy tính hoặc là điện thoại thông minh, đúng không? Còn tài khoản khư điện tử là hộp khư điện tử gắn liền với địa chỉ khư điện tử, người mở tài khoản có mật khẩu để bảo mật, đúng không? Giờ hãy sẽ trả lời câu hỏi số 1 và số 2. Giờ như là câu 1 mà trả lời là để soạn và gửi một bức thư qua đường bưu điện em cần là chuẩn bị bút, mực, giấy, phong bì, tem thư. Bên ngoài phong bì mà sẽ có dán tem thư viết tên và địa chỉ người nhận. Phương thức gỡ là mang thư đã dán tem và ghi địa chỉ người nhận đến bưu điện. Hệ thống cho bưu điện sẽ đóng gói gỡ đến địa chỉ người nhận. Mọi công đoạn đều do con người trực tiếp xử lý nhé. Giờ câu số 2 thì mình trả lời là khư điện tử là khư được gỡ và nhận qua máy tính hoặc là điện thoại thông minh hoặc là máy tính bảng cũng được, đúng không? Ngày nay mình thấy là cũng có đồng hồ thông minh nữa nha. Tài khoản khư điện tử có hộp khư điện tử gắn với địa chỉ khư điện tử, người mở tài khoản sẽ có mật khẩu để bảo mật. Giờ tiếp theo, khư điện tử hay còn là email là khư được gửi và nhận bằng phương tiện điện tử. Khư điện tử là một trong những hình thức trao đổi thông tin được rất nhiều người sử dụng hiện nay. Dịch vụ khư điện tử là dịch vụ cung cấp các chức năng như là soạn thảo, gỡ, nhận, chuyển tiếp, lưu trữ, quản lý khư điện tử cho người sử dụng. Người sử dụng đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ khư điện tử để mở tài khoản khư điện tử. Người sử dụng có thể dùng dịch vụ khư điện tử trả phí hoặc là miễn phí. Một số nhà cung cấp dịch vụ khư điện tử miễn phí như là Google, Yahoo hoặc là Microsoft. Khi có tài khoản khư điện tử, người sử dụng sẽ được cấp một hộp khư điện tử trên máy chủ khư điện tử cùng với tên đăng nhập và mật khẩu. Hộp khư được gắn liền với địa chỉ khư điện tử. Điện tử khư điện tử có dạng là tên đăng nhập là AMOC và tên địa chỉ máy chủ của khư điện tử. Lưu ý là tên đăng nhập do người sử dụng tự chọn khi đăng ký tài khoản khư điện tử. Địa chỉ máy chủ khư điện tử là do nhà cung cấp dịch vụ quy định. Mật khẩu là do người sử dụng tự chọn khi đăng ký.
Ví dụ mình có tên là Hải Hà 1704200 amoc@gmail.com thì cái phần này gọi là tên đăng nhập này. Này là ký tự bắt buộc và đây là địa chỉ máy chủ khu điện tử chính là gmail.com. Mỗi địa chỉ khu điện tử là duy nhất trên toàn cầu nha. Tiếp theo là phần ghi nhớ. Khu điện tử là khu được gửi và nhận bằng phương tiện điện tử. Khi đăng ký tài khoản khu điện tử, người sử dụng có một khu hoặc khu điện tử, cùng địa chỉ khu và mật khẩu. Địa chỉ khu điện tử có dạng là tên đăng nhập A cầu, tên máy chủ khu điện tử. Dịch vụ khu điện tử cung cấp các chức năng như là soạn, gửi, nhận, chuyển tiếp, lưu trữ và quản lý khu điện tử cho người sử dụng nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ có hai câu hỏi. Câu hỏi số 1, người ta hỏi là dịch vụ khu điện tử là gì? Thì mình trả lời chính là dịch vụ cung cấp các chức năng để soạn thảo, gửi, nhận, chuyển, tiếp, lưu trữ, quản lý khu điện tử cho người sử dụng. Và câu hỏi số 2 là địa chỉ khu điện tử nào sau đây không đúng, tại sao? Giờ mình sẽ xem coi cái nào không đúng nhé. Đáp án A là pha123@gmail.com, mình thấy là đúng nè. Có chữ amoc ở giữa nè, đúng nè. Phía trước là tên người sử dụng nè. Đây là tên của hộp thư điện tử. Đáp án B là Minh Tấn không có A cộng, thiếu A cộng. Như vậy mình thấy chỗ này bị sai, đúng không? Giờ cái này đủ nè. Giờ cái này cũng đủ, đúng không? Như vậy câu số 2 mình sẽ chọn đáp án B là không đúng. Mình sẽ khai dấu chấm bằng A cộng là được, đúng không? Giờ hai sẽ trả lời câu hỏi số 1 và số 2. Giờ như vậy câu số 1 trả lời là dịch vụ khu điện tử là dịch vụ cung cấp các chức năng để soạn thảo, gửi, nhận, chuyển, lưu trữ và quản lý khu điện tử cho người sử dụng. Còn câu số 2 mình sẽ chọn đáp án B. Vì theo quy tắc thì địa chỉ khu điện tử mình thấy là thiếu dấu A cộng, thừa dấu chấm trước chữ Gmail, đúng không? Giờ tiếp theo là số 2, mình sẽ học ưu điểm và nhược điểm của dịch vụ khu điện tử nha. Mình sẽ nói về ưu điểm và nhược điểm của khu điện tử. Theo em là dịch vụ khu điện tử có những ưu điểm và nhược điểm gì so với phương thức liên lạc truyền thống? Giờ mình thấy là so với phương thức liên lạc khác thì dịch vụ này khu điện tử sẽ có một số nhược điểm. Mình sẽ nói về ưu điểm trước nhé. Ưu điểm thì khu điện tử sẽ là thời gian gửi nè và nhận sẽ là nhanh, hầu như là tức hợp, đúng không? Có thể gửi khu cùng lúc cho nhiều người, có thể gửi kèm các tài liệu thông tin khác như là văn bản, âm thanh, hình ảnh, đúng không? Lưu trữ và tìm kiếm các khu đã gửi hoặc nhận một cách dễ dàng. Chi phí thấp, có nhiều dịch vụ khu điện tử còn miễn phí nữa, đúng không? Nhược điểm là phải có kết nối mạng mới sử dụng được nè. Có thể kèm theo virus máy tính nè. Có thể bị làm phiền bởi các khu rác và có thể bị lừa đảo bởi các hư giả mạo, đúng không? Giờ mình sẽ trả lời câu hỏi này nha. Giờ như vậy các em sẽ trả lời các ưu điểm và nhược điểm, đúng không? Như vậy ưu điểm thì mình thấy là sẽ nhiều hơn so với nhược điểm, đúng không? Ưu điểm là gửi và nhận nhanh, đúng không? Gửi cùng lúc nhiều người và có thể đính kèm các tập tin văn bản, âm thanh, hình ảnh, đúng không? Lưu trữ tìm kiếm nhanh và chi phí thấp, hầu như là miễn phí, đúng không? Còn nhược điểm thì rất ít, đúng không? Và những nhược điểm này thì mình có thể khắc phục được, đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ, từ khi ra đời dịch vụ khu điện tử được nhiều cá nhân hoặc các tổ chức sử dụng, so với các phương thức liên lạc khác thì dịch vụ này có nhiều ưu điểm và cũng có một số nhược điểm. Mình sẽ nói về ưu điểm trước. Là thời gian gửi và nhận nhanh kịp thời, có thể gửi khu cùng lúc nhiều người, có thể gửi kèm các tiệp thông tin khác nhau như là văn bản, âm thanh, hình ảnh, đúng không?
Do nhược điểm thì mình thấy là cũng giống như cái phần trả lời của mình thôi, đúng không? Giờ như là mình sẽ có phần ghi nhớ. Ưu điểm của dịch vụ thư điện tử là chi phí thấp, tiết kiệm thời gian và thuận tiện. Mình nhớ là thời gian chính là tiền bạc, đúng không? Nên mình tiết kiệm được thời gian thì mình sẽ tìm được làm được ra nhiều tiền bạc hơn. Nhược điểm của dịch vụ thư điện tử là phải sử dụng phương tiện điện tử kết nối mạng, có thể gặp một số nguy cơ hoặc là phiền phức quyền tối, đúng không? Như là thư giả mạo, thư lừa đảo này kia. Nên nếu mình thấy những cái lá thư lạ thì mình có thể xóa đi, mà mình không nên mở ra đọc nhé. Mà mình thấy lạ mình có thể xóa lập tức liền, đúng không? Giờ tiếp theo là mình sẽ có câu hỏi làm hãy nêu các ưu điểm và hạn chế của dịch vụ thư truyền thống. Cái điểm đó đã thay đổi như thế nào khi ta sử dụng dịch vụ thư điện tử? Giờ như vậy thầy trả lời câu hỏi. Như vậy ưu điểm mà dịch vụ thư truyền thống có thể chuyển thư bằng các phương tiện khác nhau như là máy bay, tàu, xe, người tới mọi nơi không cần các thiết bị điện tử kết nối mạng. Thư truyền thống được viết trên giấy hoặc là trên vải trong mọi điều kiện. Người ta có thể gửi đi các vật liệu hàm chứa thêm nội dung hay ý nghĩa khác. Điều này có thể rất quan trọng đối với nhiều người. Giờ mình thấy là mình sẽ có thấy có nhiều nhược điểm nhé. Ví dụ như là chi phí cao, thời gian chuyển thư dài, số lượng thư gửi và nhận hạn chế, có thể bị chuyển nhầm hoặc là khác lạ, đúng không? Có trường hợp là gặp như là phá hoại, như là hư có tẩm chất độc, bơm hư, đúng không? Dịch vụ thư điện tử ra đời đã giúp cho dịch vụ thư truyền thống giảm bớt những khó khăn, khắc phục được số nhiều hạn chế, số lượng thư gửi qua đường bưu điện đã giảm đi rất nhiều. Các chi phí cho việc vận chuyển này cũng giảm đáng kể, đúng không? Như vậy nhờ có thư điện tử mà sẽ giảm được thư truyền thống. Thư truyền thống phải sử dụng các phương tiện vận chuyển như là ô tô, xe máy, đúng không? Mà những phương tiện ô tô, xe máy sử dụng xăng sẽ thải ra rất nhiều chất độc hại trong môi trường, đúng không? Thì dịch vụ thư điện tử sẽ giúp làm giảm cái quyền vận chuyển đó, sẽ giảm ô nhiễm môi trường, đúng không? Giờ tiếp theo, giờ phần 3 thực hành đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và gửi thư điện tử. Hiện nay có nhiều website cung cấp miễn phí dịch vụ thư điện tử cho người sử dụng. Các thao tác cần thực hiện để tạo tài khoản sử dụng hộp thư trên website là tương tự nhau. Nhiệm vụ là hôm nay mình sẽ tạo một thư điện tử trên trang web mail.google.com hay là gmail.com. Đăng nhập hộp thư, xem nội dung và dòng thư mới và gửi thư luôn nha. Giờ hướng dẫn nè, chứ là mình sẽ tạo tài khoản thư điện tử chứ, đúng không? Như vậy là mình sẽ truy cập vào trang web là mail.google.com, nhớ chuột vào nút tạo tài khoản nè, nhập đầy đủ các thông tin trên các dòng cửa sổ theo hướng dẫn. Mình thấy là người ta yêu cầu mình đặt họ tên, tên người dùng, có nghĩa là cái tên là mình sẽ tự đặt nha, ví dụ như là Hải Hà 104200 chẳng hạn, đúng không? Giờ mật mã này mình sẽ tự xác định nha, thường là sẽ có 8 ký tự trở lên, mình sẽ kết hợp giữa chữ cái, số và các ký tự đặc biệt, đúng không? Giờ sau khi gõ các thông tin mình sẽ bấm vào nút tiếp theo nhé. Giờ xác nhận số điện thoại như có. Thực hiện hướng dẫn, lưu ý theo quy định của Google thì trẻ vị thành niên cần có sự đồng ý trợ giúp quản lý của phụ huynh nếu muốn đăng ký tài khoản thư điện tử, đúng không? Cuối cùng là xuất hiện thông báo chào mừng bạn nha. Giờ em cần ghi nhớ tên đăng nhập và mật khẩu truy cập nhé. Khi mình tạo xong mình phải nhớ cái tên đăng nhập và cái mật khẩu để sau này mình sẽ vào lại cái hộp thư của mình nhé. Giờ tiếp theo là câu B. Đăng nhập hộp thư điện tử xem nội dung thư đăng xuất. Như giờ muốn xem thư trong hộp thư của mình thì mình sẽ vào lại trang web là mail.google.com hoặc là gmail.com. Đăng nhập vào hộp thư với tên đăng nhập của mình đã tạo, mật khẩu mình đã tạo.
Giờ sẽ bấm tiếp theo nha. Giờ mình hộp thư mở ra với danh sách các thư trong hộp thư đến, mình sẽ xem thư chỗ này. Giờ đây là cái Gmail của mình. Cho mình sẽ bấm vào hộp thư thì trong đây sẽ có nhiều cái lá thư người ta gửi đến mình. Đây là tên của lá thư Hà Nội, đây là tiêu đề của lá thư. Mình sẽ bấm vào cái tên thư thì sẽ mở lá thư đó ra để mình xem nha. Còn sau khi xem xong thì mình sẽ đăng xuất bằng cách bấm vào cái đây và chọn đăng xuất là được, đúng không? Như vậy các em có thể nhớ chuột vào tên người sử dụng, tên người gửi hoặc là tiêu đề thư để mở thư cũng được nha. Như vậy số 4, nhớ chuột vào tên người gửi hoặc tiêu đề thư để mở thư. Nhớ chuột vào nút đăng xuất để ra khỏi hộp thư điện tử. Như vậy là các em sau khi sử dụng, các em nhớ là đăng xuất khi không dùng hộp thư điện tử để tránh bị người khác sử dụng nha. Giờ C nhỏ là mình sẽ học về soạn thư mới và gỡ thư. Như vậy là muốn soạn thư mới thì các em sẽ nhấn chuột vào cái nút soạn thư. Lúc này mình sẽ có một cửa sổ hiện ra. Ở đây mình sẽ gõ địa chỉ email của người nhận, gõ chủ đề của lá thư, gõ nội dung của lá thư. Giờ các em có thể bấm nút gỡ hoặc là mình sẽ muốn gỡ kèm một cái tệp văn bản, âm thanh, hình ảnh gì thì các em sẽ bấm vào nút này. Đúng không? Giờ cuối cùng mình sẽ bấm nút gỡ thì nó sẽ gỡ lá thư đi nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp các câu hỏi phần luyện tập. Câu số 1, thư điện tử có hạn chế nào dưới đây so với thư hình thức gỡ thư khác? Giờ mình sẽ xem hạn chế nào. Đáp án A là không đồng thời gỡ được nhiều người. Mình thấy là thư điện tử có thể gỡ được nhiều người cùng lúc. Thời gian gỡ thư lâu, mình thấy là thư điện tử gỡ một cái là qua liền. Đáp án C là phải trong phòng tránh virus và thư giãn. Mình thấy là đây là câu đúng. Thư điện tử thì mình phải tìm cách phòng tránh virus và thư giãn. Còn chi phí khắp là đúng. Và mình thấy là nhiều hộp thư mình sử dụng miễn phí luôn. Giờ câu số 2 là một người có thể mở được nhiều tài khoản thư điện tử hay không? Mình thấy là có thể, đúng không? Giờ thầy sẽ trả lời câu hỏi này. Như vậy câu số 2 mình trả lời là một người có thể mở được nhiều tài khoản thư điện tử với các tên khác nhau nha. Mỗi hộp thư sẽ có một địa chỉ riêng, không bao giờ trùng với địa chỉ khác. Có nghĩa là mình sẽ sử dụng nhiều cái số điện thoại khác nhau của mình để mình tạo cái địa chỉ tài khoản thư điện tử khác nhau nha. Giờ câu số 3 là khi tạo tài khoản thư điện tử em không cần khai báo gì. Đáp án ngay là họ tên, mình thấy là cần điền họ tên này, ngày sinh có là cần này, địa chỉ nhà, ở đây địa chỉ nhà các không cần cũng được, đúng không? Như vậy ở đây mình sẽ chọn đáp án C. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu vận dụng. Em hãy xác định xem thư nào có thể là thư rác trong các thư điện tử với tiêu đề như sau. Giờ như mình xem thư nào là thư rác. Đáp án ngay là cơ hội đầu tư kiếm được nhiều tiền hơn. Đây chính xác là thư rác, đúng không? Mình là học sinh thì đâu cần kiếm tiền đâu. Như đây là thư rác. Đáp án B là danh sách học sinh tham gia khi học sinh dở môn tin học. Đây là liên quan đến học tập của mình vậy, đúng không? Đáp án C là quà tặng miễn phí, nhớ chuột để nhận nha. Giờ như giờ quà tặng miễn phí là không hợp lý, đúng không? Bây giờ là không có gì miễn phí, đúng không? Trừ hợp hợp thư điện tử miễn phí thì có lý, đúng không? Như vậy câu C là thư rác nha. Câu D là bạn đã trúng một chuyến đi miễn phí đến Mỹ. Vô lý, mình đâu có đăng ký gì đâu mà lại trúng chuyến đi. Đây là thư rác. Giờ câu E, ảnh tập thể lớp 6 ngày ngày khai trường. Giờ đây là tập thể lớp của mình giờ. Đáp án F là khuyến mãi ưu đãi giá rẻ cho bạn. Giờ mình không cần ưu đãi gì hết, đúng không? Mình đi học thôi.
Như ở đây mình sẽ chọn đáp án chính là A, C, D và F nha. Giờ tiếp theo là câu số 2, em hãy sờ một khối điện tử có gỡ kề mạnh. Tiếp dẫn bạn hoặc hiệp chúc mừng cho bạn hoặc một người khác. Như vậy là các em sẽ thực hành để gỡ một lá thư, đúng không? Như vậy các em sẽ làm theo các bước sau. Bước 1 thì mình sẽ truy cập vào cái trang mail.google.com. Mình sẽ đăng nhập vào một thư với tên đăng nhập và tên người tên đăng nhập là tính là tên người dùng của mình và mật khẩu của mình nha. Soạn thư thì mình sẽ nhé chuột vào biểu tượng soạn thư để tạo thư mới. Hộp thư soạn thư hiện lên, em nhập địa chỉ hộp thư của người bạn, của người nhận, đúng không? Nhập tiêu đề thư và mình sẽ nhập nội dung. Sau đó mình sẽ nhấn vào biểu tượng cái này. Sau đó mình sẽ chọn cái hình ảnh từ máy tính. Giờ sau đó mình sẽ nhé chuột gửi đi là được, đúng không? Giờ tiếp theo là trò chơi giải ô chữ. Hãy tìm từ phá tiếng Việt không dấu trong cột màu xanh trong ô chữ dưới đây. Biết rằng mỗi từ và cụm từ cho mỗi hàng là đáp án để khai khế dấu chấm hỏi trong các câu C. Như vậy câu số 1 thì để có hộp thư điện tử, người sử dụng cần đăng ký thư điện tử với nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử. Như vậy chính là như mình sẽ đăng ký cái gì để có hộp thư để sử dụng được dịch vụ thư điện tử, chính là tài khoản, đúng không? Như vậy các em sẽ ghi ở đây chính là tài khoản nha. Giờ để bảo mật cho tài khoản thư, người sử dụng cần đặt cái gì? Mình phải cần đặt mật khẩu, đúng không? Như dòng số 2 mình sẽ để là mật khẩu nha. Dòng số 3 là khi gửi thư em cần ghi rõ địa chỉ của ai? Của người nhận, đúng không? Như dòng số 3 mình sẽ viết chữ người nhận nha. Giờ tiếp theo là câu số 4. Muốn vào hộp thư thì người sử dụng cần mình cần đăng nhập vào hộp thư, đúng không? Như giờ dòng số 4 mình sẽ để là đăng nhập nha. Dòng số 5 là mỗi hộp thư điện tử một hộp thư điện tử sẽ được gắn với một địa chỉ, đúng không? Một địa chỉ email. Như câu số 5 mình sẽ viết chữ địa chỉ nha. Khi mình nhái vào nút đính kèm, nếu có gỡ kèm tiệp, đúng không? Tiệp như số 6 chính là tiệp nha. Và số 7 mình sẽ nhái nút để ra khỏi hộp thư. Mình sẽ nhấn nút đăng xuất, đúng không? Đăng xuất để giao hội học hơn. Câu số 8 là sau khi tạo tài khoản, người sử dụng sẽ có một hộp thư điện tử, đúng không? Như vậy số 8 mình sẽ để là hộp thư nhé. Và số 9 là nháy vào nút để thư được chuyển đi, mình sẽ bấm vào nút gỡ đi, bấm nút gỡ nhé, thì sẽ chuyển đi thôi. Như vậy là mình sẽ điền đầy đủ, thì lúc này mình sẽ được cái từ màu xanh chính là thư điện tử nha. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay nha. Nếu các em thấy giảng gì hãy bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nha. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.